Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và mình là Phong Cận TV đây. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với một series Minecraft của mình mang tên Minecraft Naruto. Ta-da, yeah. Ok anh em ơi, thì hôm nay mình lại tiếp tục làm tiếp cái series Minecraft Naruto cho anh em xem rồi đây. Và trước khi vào video nè, mấy bạn đừng quên nè là để lại cho mình nè một like nè, một share nè, và nhớ nút subscribe đăng ký ủng hộ cho kênh YouTube của mình, giúp cho mình mau đạt được 1 triệu subscribe anh em. Đó chính là câu nói mà mình rất là hay nói với bạn á, cho nên mấy bạn đừng quên là nhấn vào nút đăng ký ủng hộ cho mình mau đạt được 1 triệu subscribe nha anh em. Ok, thì mấy bạn ơi, mấy bạn biết gì không? Sáng nay mình mới vừa gặp một cái chuyện rất là gọi sao rất là nguy hiểm bạn ạ. Mấy bạn biết chuyện gì nguy hiểm không? Đây mình sẽ cho các bạn xem nha. Đấy bạn ơi, bạn thấy ai ngoài kia không? Đó, đó chính là một thằng ninja hắc ám anh em. Trời ơi, bạn ơi, bạn nhìn kìa, nó dám đập cửa của mình luôn kìa bạn ơi. Ôi thôi xong rồi, sắp nát cửa rồi. Ôi may quá, đi đâu rồi ta? Ui, what the hell, đông vậy? Oh my god, trời. Ui đông quá bạn ơi. Trời ơi, nó đập cửa mình kìa. Trời ơi, thôi xong rồi bạn ơi. Mình gặp giang hồ rồi, mình gặp mấy anh đại ca giang hồ rồi bạn ơi. Ôi thôi xong. Ok, để mình mở cửa thử xem coi. Quay mấy bạn kia, tụi bạn muốn gì? Ui trời, hình như nó đang tính quýnh mình mấy bạn ơi. Nó đang tính tấn công mình sao á. Mày, tránh ra. Đánh tao hả? Xin rồi. Ok, trời ơi, đông quá bạn ơi. Ui, đông quá, chạy, đâu, xin lỗi, rồi xong nó giết mình luôn bạn ơi. Ui, chạy. Ui đông quá, chạy thôi. Oh my god, khi mà đông quá vậy. Ui đông quá. Ừ, mình phải kiếm cái cây mình chạy lên bạn ơi. Trời ơi, đếm thử coi. 1 2 3 4 5. Ui cái này là hơn 10 hàng luôn, phải ít đâu nha. Ok, mình kiếm cái cây mình leo lên bạn ơi. Nhảy lên cây nè, sợ mình sẽ nhảy qua cây này. Rồi, ok. Rồi sau đó là mình sẽ bay qua cây bên kia. Ấy da, rồi xong té rồi. Ninja kiểu gì mà nhảy cũng té nữa trời. Rồi lại kiếm chỗ nào nhảy lại. Ok. Rồi. Nhảy qua kia. Ê, trời ơi, nhảy hụt nữa rồi. Lại. Trời ơi, sao mình nhảy hụt quá ta. Rồi, nhảy qua kia. Ok rồi. Bây giờ mình sẽ nhảy qua kia nha. Hey. À, rồi kìa, leo được rồi. Ô, trời ơi bạn ơi. Ô, may quá, may mình chạy kịp các bạn ạ. À. Bọn nó xông vô nhà mình mà nó quýnh mình quá trời luôn bạn ơi. Thôi để mình đếm thôi coi. 1 2 3 4 nè. Bên kia là 5 6 7 hình như là hơn 10 hàng đó bạn ơi. Đông dữ vậy. Trời ơi, để mình xuống coi. Mấy thằng này hình như là ninja hắc ám nè, mấy cái thằng mà chuyên đi ăn cướp nè bạn ơi. Thôi mấy thằng này không phải là người tốt rồi, mình sẽ phải gọi là sử dụng nhẫn thuật để mình giết bọn nó mới được. Phun nước. Thủy độn. Chết đi. Ôi trời, bọn nó không chết luôn bạn ơi. Ây da. Ui mấy thằng này nó mạnh lắm mấy bạn ơi, bọn nó không bị mình quýnh chết được. Trời. 1 hour later. Kỳ này là không đánh là không được các bạn ơi, bọn nó đông lắm cho nên là mình không giết bọn nó là thế nào mình cũng sẽ bị bọn nó giết thôi. Cho nên là một á là mình giết bọn nó, hai là mình sẽ chết. Trời ơi. Ok rồi, bây giờ mình sẽ gọi là chắc ra lên nè. Sau đó mình sẽ sử dụng đến một cái nhẫn thuật có tên là thuật phân thân để mình giết hết bọn này nha anh em. Tại vì bọn nó đông quá, bọn nó đến tận hơn 10 hàng lận. Còn mình chỉ có một mình thôi, một mình không thể nào giết bọn nó được. Để mình xem thử nha. Thuật phân thân có tên là C bơi bơi vơi. Ok. Và có một cái thuật phân thân mạnh hơn, đó chính là C bơi bơi vơi bơi C. Ok rồi, mình thử nha. Mình sẽ thử sử dụng thuật phân thân coi nó có phân thân được không nha anh em. Ok, mình sẽ thử sử dụng nè. C bơi bơi vơi bơi C. Ui. Wow, quá trời phóng cận luôn bạn ơi. Wow, ghê vậy. Rồi, ok. Rồi, tất cả anh em phóng cận của chúng ta hãy cùng nhau tiến lên nào. Anh em nhào vô, giết hết bọn nó cho tôi. Anh em nhà phong cận tiến lên. Mày hả mày? Mày anh em phong cận đâu rồi? Ủa sao chạy đâu hết rồi? Quýnh nó đi. Đúng rồi, hay quá phong cận ơi. Ôi trời, ôi khoan. Đánh có xíu á, anh em mình chết hết rồi. Lại coi, xơi bơi bơi bơi. Hây, phân thân tiếp. Đó, quýnh nó, đúng rồi. Quýnh nó anh em. Ồ thấy không? Anh em mình đang anh em phân thân của mình đang quýnh nhau các bạn. Xơi bơi bơi bơi. Chịu thôi thêm. Đó, thêm hai thằng nữa. Ok, tiếp nè. Xơi bơi bơi bơi. Ơi, hết chắc ra. Mày hả, người xấu này. Trời ơi, anh em mình mạnh quá bạn ơi. Mày nè, quýnh nó anh em. Đúng rồi, còn một thằng ở đây nè. Quýnh nó luôn anh em. Quýnh nó. Đúng rồi, giết nó. Mày hả mày, để giết nó. Đúng rồi, hay quá. Ôi trời ơi bạn ơi. Anh em phân thân của mình mạnh quá anh em ơi. Bên đây còn hai thằng nữa bạn, để mình giết nó luôn nha. Lại đây. Mày, hai thằng mày cầm kiếm gỗ tao không sợ. Chừng nào mày cầm kiếm sắt tao mới sợ chứ kiếm gỗ sợ gì. Ok rồi, để mình lụm mấy cái đồ mà nó rơi ra nè. Ô,
quýnh nhau đến tận trời tối luôn mày ơi. Trời tối thui luôn nè. Thôi mình phải vô nhà mình ngủ đã. À mà khoan đã bạn ơi, mấy bạn có biết lý do vì sao mà bỗng nhiên mấy cái thằng gọi là ninja hắc ám mà nó lại xuất hiện đông đến như vậy không? Bởi vì á là mình nhớ á là có một tập mình đã gặp bọn nó ở ngoài biển các bạn ơi. Mà mình nghĩ rằng bọn nó cũng giống như kiểu là cướp biển thôi, ai dè đâu bọn nó xuất hiện được ở trong đất liền luôn. Mà xuất hiện rất là đông luôn nha, hơn 10 thằng luôn các bạn ơi. À chắc rằng là mấy cái thằng ninja hắc ám này các bạn, nó cũng y hệt như là mấy con quái vật như là zombie hay là creeper đồ á, là cứ đến mỗi buổi tối nha là bọn nó sẽ xuất hiện. À, và chỗ nào mà có người sinh sống thì nó sẽ xuất hiện ở chỗ đó. Wow, vậy tính ra là nếu như mình sống ở đây ha, là lâu lâu xung quanh đây sẽ xuất hiện rất là nhiều luôn. Không phải là một hằng mà sẽ là rất là nhiều hằng luôn. Ồ, coi bộ là hơi căng nha. Mình nghĩ rằng á là mình cần phải gọi là dọn hết cái đống gọi là cây xung quanh nhà mình để gọi là cho nó rộng rãi bạn ơi. Không thôi là bọn nó sẽ còn xuất hiện nhiều hơn nữa đó. Không được, không được, không được. Như vậy là không được rồi. Ok, thôi được rồi, để mình đi mình chặt hết mấy cây nữa được. Trời, cái gì ta? Sao lâu lâu mình cứ bị gọi là văng ra ngoài ta? Ok, mình sẽ gọi là chặt hết mấy cây xung quanh nhà để cho nó gọi là sạch sẽ, gọn gàng nhà các bạn ơi. Không thôi là mấy thằng đó xuất hiện nhiều quá là mình gọi là mình không để ý được bọn nó, là nó tấn công mình luôn á. Ô, rồi được rồi, để mình gọi là đi xung quanh đây mình chặt hết mấy cây xung quanh nhà mới được. À quên nữa bạn ơi, các bạn gọi là sao ta? Trong tập trước có rất là nhiều bạn bảo mình là anh ơi, trong tập này nè anh hãy chế thêm thú cưỡi nhiều nhiều vô đi. Thì mình muốn nói luôn nha là thú cưỡi á, mình muốn chế thì cũng sẽ rất là dễ thôi. Nhưng mà chúng ta cần phải có gọi là rất là nhiều gọi là da bò, để chúng ta còn phải chế mấy cái yên nữa. Và chúng ta có những cái yên cưỡi rồi đó thì chúng ta mới có thể gọi là chế tạo thêm trứng của thú cưỡi được. À, nhưng mà bây giờ xung quanh đây bò thì có nhiều á, nhưng mà mình giết hết bọn nó rồi bò ra mình nuôi. Đó không? Bây giờ xung quanh đây còn một con nè. Còn con nào nữa không? Không còn thấy con nào nữa bạn ơi, hình như có mỗi một con bò nè. Đó, à, bên đây nè, bên đây còn thêm một con nữa là hai con bò nè. Đó, thì hai con bò này nếu chúng ta giết bọn nó thì chúng ta sẽ chỉ không thể nào chế được nổi một cái yên luôn á. Vậy cho nên á mình nghĩ rằng trong những tập sắp tới thì mình sẽ cùng với các bạn chúng ta sẽ xây thêm những cái chuồng bò nữa bạn ơi, để chúng ta nuôi mấy con bò, mấy con cừu rồi nha, nuôi heo nữa để chúng ta có thêm thức ăn, với lại chúng ta sẽ lấy được da bò, lông cừu để chúng ta chế thêm nhiều những cái vũ khí mới. À, ok. À quên, hình như là nãy mình có giết bọn nó xong mình lượm được cái này nè. Cái này là gì ta? Trong mấy tập rồi mình vẫn chưa biết cái này là gì luôn bạn ơi. Để mình xem coi. Cái này có tên là Can 4099. Can 4099 có nghĩa là gì ta? Ồ, lạ quá nha. Hồi nãy mình giết bọn nó mình cũng lượm được phi tiêu nè, lượm được bùa nổ nè. Với lại là... Ủa cái này là gì đây? Cái cuộn giấy này là gì đây? What? Ờ, cái cuộn giấy này nhìn là lạ ta. Đây là lần đầu tiên mình thấy cuộn giấy này luôn á. Ủa mấy bạn biết cuộn giấy này là gì không? Ồ, có khi nào là một cái cuộn giấy gọi là học thêm nhẫn thuật của ninja không ta? Ok, để mình lấy ra mình dùng thử cái này là gì nha. Ui. Ui. What the hell? Wow. Ồ, mấy bạn ơi, hóa ra cái đó chính là một cái quyển sách để triệu hồi con chó này nè mấy bạn ơi. Ồ, một con chó sói nè. Ồ, hóa ra đây chính là một quyển sách để triệu hồi chó sói à. Ủa mà con chó này nó có gọi là phải là thú cưng của mình không ta? Mình thấy nó cái đeo vòng nè. Ơi đúng nè, mình cho nó ngồi xuống đứng, nó đứng lên được nè. Ô, hay quá vậy. Ok, mình thử quýnh bò coi. Rồi xong nó cắn bò, nó giết con bò cắn bạn ơi. Ô, ơi vậy là có nghĩa là, à cái quyển sách hồi nãy là dùng để triệu hồi chó sói bạn ơi. Ô, hay nha. Ơi, vậy là chúng ta đã có được thêm một em chó sói để chúng ta nuôi bạn ơi. Hấp dẫn nha. Chúng ta có chó sói để nuôi nè. Ok, hello cưng, trời ơi, dễ thương quá bạn ơi. Con này nó có màu trắng nè, thì mình nghĩ rằng là mình sẽ đặt tên cho nó giống như con chó ở ngoài đời mà mình có bạn ơi. Nếu những bạn nào mà gọi là fan của mình, gọi là fan cứng á, thì chắc chắn mấy bạn sẽ biết rằng là mình đã có nuôi một em chó ở ngoài đời thật. Và em chó đó có tên là Bạch Tuyết các bạn ơi. Đó, thì mình nghĩ rằng là mình sẽ đặt tên cho con chó này tên là Bạch Tuyết luôn nha. Đây, đây chính là Bạch Tuyết của chúng ta đây. À, chú chó Bạch Tuyết. Ừ, hấp dẫn. Ok, rồi để mình đem con chó lại gần đây, mình cho nó ngồi xuống coi. Mình cho nó ngồi trước nhà, nó canh nhà cho mình. Ok, ngồi xuống đi con. Rồi mình sẽ đẩy nó lại gần nhà nha. Vô nhà mà ngồi ngoài đây là quái vật cắn đó nha con. À, lại chỗ này đi. Ok, mình sẽ đẩy nó ra trước nhà nè. Rồi ok. Rồi, ngồi đó đi nha. Vậy là chúng ta đã có thêm một em chó để chúng ta nuôi các bạn ơi. Quá hấp dẫn luôn. Ok rồi. Thôi bây giờ mình tranh thủ gọi là mình sẽ dọn hết cái đống cây xung quanh đây đã. Rồi chúng ta sẽ gọi là tính tiếp nha. Cũng sắp xong rồi các bạn ơi. Ai, ok. Trời ơi, xung quanh đây gọi là cũng đã gọi là rộng rãi hơn được tí rồi đó.
Mình nghĩ là mấy con quái vật xung quanh đây mà xuất hiện thì mình sẽ dễ dàng thấy bằng nó hơn. Ok. Rồi để mình đập mấy cái lá này ra luôn. Trời, mấy cái lá nó cứ nằm chỗ này nhìn khó chịu quá. Ai. Bây giờ mình nghĩ rằng là trong tập này nè, chúng ta gọi là sẽ xây cho chúng ta một cái chuồng bò hoặc cái chuồng cừu hoặc chuồng heo gì đó để chúng ta có gọi là thêm thức ăn nha bạn. Mình nghĩ rằng là chúng ta phải cần mau mau có để chúng ta gọi là còn có thêm thức ăn nữa. Nhưng mà hồi nãy mình đã chơi ngu, mình lỡ tay mình giết chết con bò. Ok, để mình sẽ kiếm coi. À, ok, bên kia hình như có mấy con bò với mấy con heo kìa. Ok, hợp lý. Rồi. Bây giờ mình sẽ gọi là vào trong nhà nha. Mình chế cho mình một ít gỗ, và mình sẽ bỏ gỗ ở đây nè, mình chế cho mình ít gỗ. À, mình sẽ cất mấy cái đồ không cần thiết vào trong rương đi. Người mình nhiều đồ muốn chết luôn à. Ok. Rồi, mình sẽ chế mình ít gỗ nè, sau đó mình sẽ chế ít que. Đó, chế ra hết luôn. Rồi bỏ que vào đây, chúng ta sẽ bỏ thêm gỗ vào, chúng ta sẽ chế được hàng rào. Ủa? What? Hàng rào đâu? Ủa sao không chế được ta? Hay là phiên bản này là không có chế được hàng rào theo cái kiểu đó ta? Ok, mình sẽ chế kiểu khác coi, kiểu này. Kiểu này đúng các bạn ơi. À, mình quên mất, mình đang chơi ở cái phiên bản gọi là 1.7.10 anh em ơi, cho nên là cái cách chế hàng rào thì nó sẽ khác nha. Ồ, quên. Mình quên mất mình đang chơi phiên bản 1.7.10. Rồi. Mình đã chế được gọi là hàng rào ở đây. Bây giờ chúng ta sẽ chọn một cái nơi đó chúng ta xây chuồng bò coi. Mình nghĩ rằng là chúng ta sẽ xây ở gần đây đi. Xây ở xa nhà quá, mỗi lần đi qua đi lại mệt thêm chứ được gì đúng không? Rồi, mình sẽ đập hết chỗ này ra. Mình nghĩ rằng là mình sẽ xây trước cho mình một cái chuồng bò trước đi. Rồi còn chuồng heo thì mình nghĩ mà mình sẽ xây sau. Bởi vì là muốn dẫn được mấy con heo về, chúng ta sẽ phải cần đến một cái thứ chính là cà rốt và khoai tây mấy bạn ơi. Cà rốt hoặc là khoai tây thì chúng ta mới dẫn mấy con heo về được nha. Cho nên lần này mình sẽ gọi là xây chuồng bò và chuồng cừu trước. Ok, đây có một con bò trước rồi nè, tí nữa mình sẽ bắt nó về sau. Coi có gì ăn không, đói bụng quá, có mấy thịt bò nè. Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ đi vào đây. Trời, mình cứ lâu mình cứ bị văng cái người mình ra ta. Mình sẽ bỏ vào đây, mình chế cho mình một cái cửa. Đây, cái cửa để chúng ta gọi là gắn vào trong cái hàng rào này. Mình sẽ đặt chỗ này ra đi. Ok. Rồi, đặt cửa vào đây. Ok. Chúng ta đã có được một cái chuồng bò hoàn chỉnh. Rồi, bây giờ là chúng ta sẽ đến cái công cuộc gọi là dẫn mấy con bò về chuồng các bạn ơi. Mà muốn dẫn bò về chuồng chúng ta sẽ phải cần gì đây? Cần gì đây mấy bạn? Thì con bò nó ăn cái gì? Rất là đơn giản thôi, chính là lúa đúng không? Chúng ta muốn dẫn bò về nhà được, chúng ta cần phải có lúa. Thì bây giờ mình không có lúa trong người rồi. Người mình không có lúa bạn ơi. Để mình xem coi trong rương coi nó có lúa không. Cũng không có lúa luôn. Mình nghĩ rằng chúng ta sẽ phải trồng mấy bạn ạ. Rồi để mình chế cho mình một cái cây, gọi là cái cây này ta gọi là gì, cây gì ta? Cái cuốc, đúng rồi, một cái cuốc bằng đá nè. Rồi mình ra ngoài đây. Mình sẽ đào cái này ra. Trời, tao lâu cái người mình nó cứ bị văng qua bên phải, văng qua bên trái là sao ta? Ok, mình sẽ đặt hạt giống vào đây nha. Bỏ hạt giống vào. Đó, rồi còn hai cái nữa mình sẽ đặt vào hết luôn. Rồi. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ đứng ở đây, mình chờ cho cái hạt giống này nó mọc lên thành cái cây to là to và chúng ta sẽ có được lúa. Rồi sau khi có lúa chúng ta sẽ dẫn mấy con bò về chuồng nha anh em. Ok. Mấy bạn ơi, mấy bạn nhìn thấy trước mặt chúng ta đang có gì không? Mình thấy trước mặt chúng ta đang có một con skeleton các bạn. Ê, ôi trời, nó bắn mình. Ô, mày ngon lắm, mày dám bắn tao. À, mấy bạn ơi, mình nhớ ra rồi. Skeleton đó bạn, thì khi mà chúng ta gọi là lấy được xương của nó đó, thì xương của nó chúng ta sẽ dùng để bón cây thì nó sẽ rất là mau lớn anh em ơi. Mình nghĩ chúng ta sẽ cần đến hai con skeleton này mới được. Ok, mình sẽ lấy con chó của mình ra nè, để cho nó dí con skeleton nha. Ok, chó, đi theo anh nào, bà Tuyết ơi. Đi theo anh nè, bà Tuyết. Đi đâu vậy? Qua đây. Bà Tuyết ơi. Ok, nó đang đi theo mình nè. Rồi, bà Tuyết hãy tấn công con skeleton cho anh. Trời, phi tiêu mày nè. Trời, phi tiêu nè. Bà Tuyết, tấn công đó. Ê da, bắn mình đâu quá. Ê da, mày nè, một con. Bà Tuyết, tấn công con bên kia cho anh. Tấn công. Đúng rồi, cắn đó. Ui, mày dám bắn bà Tuyết tao hả mày? Con này láo. Mày nè, mày nè, bộ xương. Ok rồi. Mình đã được gọi là ba cái xương rồi bạn ơi. Ok, hợp lý. Ủa là con bà Tuyết rồi. Hồi nãy nó mới bị con kia bắn xong. À đây, bà Tuyết đây rồi. Ok. Bà Tuyết, về đây bà Tuyết ơi. Bà Tuyết. Trời ơi, con bà Tuyết này mình thấy nó hơi đù đù thế nào bạn ơi. Mình nhờ nó đánh con bộ xương mà nó lại để con bộ xương bắn nó gần muốn chết luôn. Để mình lấy ít thịt heo nè, mình cho nó ăn nha. Ăn đi con. Ăn đi. Rồi ok, nó bình thường lại đó, nó hồi máu rồi đó. Bây giờ mình sẽ chế bột xương nè. Rồi sau đó mình sẽ đặt vào đây. Mình bón cây lên nha. Đó, lúa chín nè bạn ơi. Chín hết rồi nè. Đó, ok. Mình đã được gọi là vài cái trước nè, mình sẽ lụm trước nha. Lụm nè. Rồi, sau đó mình sẽ trồng vô lại. Rồi ok. Bây giờ mình thử mình lại mình dụ em bò này coi được không nha. Hello bò.
ấy được rồi nè. Ok, hợp lý hợp lý. Rồi đi theo anh nào bòi, vô đây vô đây. Bên đây cũng có con bò nữa bạn, để mình qua mình dẫn nó về luôn. Bòi đi theo anh nào, vô đây nào, hai con luôn bạn ơi. Ok đi vô đây, nhà mới của chúng bay đây, vô đây chào mừng hai em đã đến với ngôi nhà mới của hai em. Rồi đóng cửa chuồng lại. Rồi mình sẽ cho con này ăn nha, con này ăn vô luôn. Rồi hai con phập nhau đi, phập ra con bò con, ta da. Ok vậy là có được ba con bò nè, quá hợp lý à. Rồi ok mình ra mình đóng cửa chuồng lại. Bây giờ tiếp theo nữa mình sẽ cần xây thêm cái chuồng cừu nữa bạn ơi, mình cần thêm một cái chuồng cừu nữa. Rồi ok để mình vào đây mình chế cho mình thêm nha, mình có rất là nhiều que ở đây luôn, mình sẽ chế cho mình thêm hàng rào nè, chế vào đây. Rồi ok rồi bây giờ đi ra đây xây thêm cái chuồng cừu. Chuồng cừu bây giờ xây chỗ nào ta? Xây bên cạnh đây đi nha. Ok hợp lý đó, mình sẽ đập cái này ra nè, đập hết cỏ ra. Rồi mình sẽ xây cái chuồng cừu gọi là nằm hơi xéo xéo ở bên đây tí. Rồi đặt thêm cái cửa vào anh em ơi. Ok đập này ra, rồi bỏ cửa vào đó. Rồi bây giờ mấy mình đi xung quanh đi, mình coi có con cừu nào không nha. Ơ bên kia có kìa, bên kia có kìa. Hello cừu, đi theo anh nào. Ui bên đây cũng có thêm mấy con bò nữa bạn, hợp lý. Con cừu trên đây đi theo anh luôn, xuống đây. Rồi chào mừng mấy cưng đã đến với đội của Phong Cận TV. Ây da, xuống đây nào mấy cưng, xuống đây nào, qua đây qua đây nào, qua đây nào. Chào mừng mấy cưng đã đến với Gaming House dành cho cừu. Ở vào đây con bò lạc loại ra chỗ khác. Ok cho bọn đừng đừng chen lấn xô đẩy vô từng đứa một thôi, đừng chen lấn xô bạch xô đẩy. Con bò đi ra chỗ khác mày, tao đang cần cừu chứ có cần bò đâu. Ok vô đi. Trời hai con cừu này nó ngu quá bạn ơi, nó cứ chen lấn nhau, nó không nhường, nó không chịu nhường đường. Phải nồi một con vô trước thôi. Trời ok mình đánh con kia đi, trời bọn nó không nghe lời nữa bạn ơi. Rồi mình sẽ đập cái hàng rào to to cho nó chui vô. Mấy con này bọn nó ngu quá bạn ơi, để vậy mà nó cũng không biết nữa. Ok rồi chui vô đây, chui vô đây. Cái con bò này tao kêu tao không cần mày nữa, tao có con bò rồi, tao sẽ giết mày luôn. Bò nè, đã nói là không cần mà cứ đi heo hoài. Cậu ơi vô đây vô đây, vô đây vô đây vô đây. Ok vô đây vô đây, vô đây nè, vô đây nè, vô đây nè. Rồi đúng rồi, ở trong đó nha, đừng đi đâu hết nha. Đóng cửa lại, mình sẽ lấy cái cửa mình đặt vô. Rồi rồi ok, vậy là bây giờ chúng ta đã có được gọi là một cái chuồng bò nè, với lại là một cái chuồng cừu. Quá hợp lý luôn anh em ơi. Ok bây giờ mình nghĩ rằng là video đến đây cũng đã dài rồi anh em ơi, thì mình nghĩ rằng mình sẽ kết thúc video tại đây nha. Và hôm nay nè mình đã cùng với các bạn gọi là trải nghiệm được một cái thuật phân thân chi thuật cực kỳ mạnh anh em ơi. Chúng ta đã phân thân được đến tận 1000 phong cận luôn. À thôi giỡn thôi, có vài chục người thôi à, chứ không đến 1000 đâu. Đó mình nói 1000 vậy thôi chứ nói mình nói cho vui thôi chứ không tới đâu nha. Với lại nữa là chúng ta đã gọi là sao ta, xây được thêm gọi là một cái chuồng cừu và một cái chuồng bò để chúng ta có thể có được thêm thức ăn trong thời gian sắp tới. Với lại là chúng ta đã triệu hồi được cho chúng ta một em chó sói, và mình đặt tên cho em này tên là Bạch Tuyết các bạn ơi. Một em chó sói cực kỳ dễ thương. Lại đây, lại đây, đây. Ok, đó, Bạch Tuyết ơi, chào mọi người đi con. Ok, và bây giờ mình nghĩ rằng mình sẽ kết thúc video tại đây đây. Và nếu như mà anh em thích video này thì đừng quên nè, là để lại cho mình một like nè, một share nè, và nhớ đó subscribe đăng ký hội cho kênh YouTube của mình, giúp cho mình mau mau đạt được 1 triệu subscribe anh em. Cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Cảm ơn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ kết thúc video tại đây thôi. Bye bye. Yêu anh em vãi nồi. Tạm biệt.